Bỏ đi chơi bời cái gì em? Hai cái em tiêu. À, từ từ đó, chắc con tè vô dọn lính nè, con tè vô đã. Nghĩa lê, kiếm skin đẹp lấy chơi cây cây. Kim sẽ skin ấy, skin nâu. An ally has been defeated. Shall never relent. Định làm gì á? Định làm gì á? Định làm gì á? Your tower has been destroyed. Rồng không? Rồng không? Không được, không được, không được. Rồng được, rồng được, rồng được, rồng được, rồng được. Ok, rồng được. Ông Huy vẫn farm đây. Mày lấy cái trụ cho. Rồi ok, có cái trụ luôn. Uy tín nè. Đù, má. Hai thằng. Là một cái trụ rồng ông hơi lái được rồi nha. Cầm John giữ vị trí như thế này thôi chứ. À ok, tên bạn chết hai. Ông hơi lên rồng, ông hơi lên rồng, ông hơi lên rồng. Thôi bỏ. Ông hơi sói, ôi ôi e hết đây mà. Hoàng tử là kèo. Lên rồng anh hơi ơi. Cái gì? Lên rồng nè, ăn công. Ăn kinh công mà kêu lên rồng mày. Đổi lên đi. Bây giờ thằng tốt đã chưa xuống này sao mình đói được. Thiên em. Rồi hay luôn. La phải lúng. La gì phải lúng mới ở đây. La phải lúng gì ở đây. La phải lúng gì ở đây. Rồi ok. Đồ bùi xanh thơm quá, bùi xanh thơm quá. Anh xin bùi xanh được không Thịnh? Đưa qua anh Thịnh ơi đi. Nó đồ như thế nào rồi? Ủa gì ông thoạt dữ vậy? Thoạt dữ vậy mày. Anh công nè. Anh xin bùa xanh đây, coi mấy công gì vậy em? Nguyễn Thanh Hiến, tinh công phút 15 phút mới ngon chứ giờ chưa cần lắm. À. Không, trên trên phút thứ 8 là ngon nào chứ ông có cơ hội là ăn thôi chứ. Rồi ba 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 ba. Phở la phở lúng gì ở đây? Phở la phở lúng gì ở đây? Nghĩa lê, rốc thuộc hết cây cây cây. Nào lái trụ luôn. Ok. Ông Huy farm như thế này mà đông hơi thị phạm một game cho anh em coi coi chứ. Phải đâu nhờ? Your
Rồi ok, đó đó đó, thuộc hết đi em. Rồi ok luôn. Ok em, ok đó, thuộc hết, thuộc hết, thuộc hết. Trời ơi. Đòi bắt ông Huy. Chơi game mà đòi bắt ông Huy. Nghĩa Lê, thấy chưa nói rồi cây cây. Ông Huy lao được, game này ông Huy lao được, ông Huy nói ông Huy lao được mà. Ông Huy farm từ đầu tới cuối kiểu đây, ông Huy quýnh bơ cái đầu hết. Your team has destroyed a tower. I shall never relent. Đường giữa này, đường giữa này. Ê rồi, á đồ vậy là không ai đế trụ đâu, phe này không ai đế trụ đâu. Ông ơi xin bùa xanh đây, xin bùa xanh đây. Mười sáu giây nữa ra tè thằng nào, ra tè thằng nha, ra tè thằng nha. Hãy cảm ơn tuyên nghiện đã chia sẻ like của Huy nha. Xém rụng kìa. Nghe rồi, sao thì nghe rồi, sao kìa, nghe rồi, sao kìa. À, ok. Đâu, te thằng luôn. Em đơn giản, che có gì kìa. Đâu, the đứng giữa lên luôn nha. Cái đồ win luôn kìa mẹ rồi. I win. Your team has destroyed a tower. Lắc cái đồ đồ. Lắc cái đồ ngon quá hen. Ô thịnh nè. À mày game này nó cũng che cái gì phải nói kìa, game này nó đơn giản quá anh em mày, game này nó đơn giản quá cũng có gì đâu phải nói nữa. Ai đi trận này của chúng ta là 464 998. Rồi ok, anh em vào người vào đi, nhanh cái tay. 464.998. 464 998. Rồi ok. Anh em vào người vào đi nha. Đâu vô đi cái nha, vô đi, vô đi. Còn một slot này. Thành nó đánh rồi. Ông ơi xin phép kích. À quên, cái arc này cũng che cái gì mà phải kết bạn kìa. Sao đòi nick tin anh rồi ấy. Không Nghĩa ơi, cuối mùa đánh canh tim tương tinh anh như máy cây cây. Không cũng được, tùy chứ. Chứ trận trước thua đó. Trận trước thua đó. Nhiều khi anh em thấy vậy chứ. Nhiều khi anh em thấy trước mắt mình đã xảy ra giải nhưng mà nó không phải giải đâu kia nha. Cuộc sống này nó dối trá lắm. Thực sự. Nhiều khi mình thấy nó giải chứ nó không phải giải đâu nha. Sáng nay ông hơi chơi game mà ông hơi cảm nhận nó hơi lag.
cắm con John hoặc là con Helen rồi kìa đâu. Làm chẳng bất tơ ở kia nha, cảm ơn bạn bay bay i1 kia này, for tree gì kia đã follow hơi nha, cảm ơn bạn nha. Helen nè, đấu sĩ tao làm trận gian đi. Mình làm trận da đi anh em nhờ. Quay 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 quay. Sao con da nó đẹp dữ ta. Con da sao nó trang hết cái màn hình đẹp dữ vậy. Tức ra mà người ta vẫn vô lại anh em hiểu không. Là chắc chắn là không có người vô là họ mới vô. Họ mới vô được thôi cứ đánh. Ai đánh được. Butter đi vậy. Tao làm trận da đi hầu giờ chưa đánh da. Tết tết tướng thử đi. Hiền 2k2 top đi Hiền, top nè, có Helen, Helen nó đi SP rồi fan ơi. Ok hồi giờ chưa đánh gian, không biết bây giờ đánh gian nó như thế nào nha. Em bạn sĩ là hai phép, nguy cơ cao thành văn hơi cũng phép luôn nè. Vậy tết tướng 19 nghe. Trời ơi. Thấy ông hơi dạy cho ông hơi đánh được lắm nha, đừng có đó. Đừng có đùa ông ơi. Đó, tết tướng đó. Ông Huy nói ông Huy đánh được là ông Huy đánh được chứ. Đâu phải. Ví dụ mà con nào mà ông Huy tết tướng thì ông Huy nó yếu tay hơn thì ông Huy đánh gọi là mình tròn dài thôi. Ví dụ đi rừng thì hỗ trợ. Chứ không phải nhất thiết là phải, không phải là giết người các kiểu. Tướng thuận tay thì nó khác. Giờ tên anh chắc reset xuống kim cương rồi. Game này chuẩn bị ông Huy đánh con gian như vẽ tranh. Ông Huy đánh con gian là phải như vẽ tranh vậy á. Múa 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 này múa nọ. Em ở có bài gì ok em nha. Chảy mà hồi nãy mày kêu mày gà gan. Đậu xanh. Rồi rồi lại phải win rồi. Hụp. Đâu được nào được nào. Đó không hơi tự lo. Cái gì vậy? Em đôi tên mình theo biết ăn chi vậy cho nó chứ vậy? Đù má nó. Nó cướp kia này. Ô. Áo vậy? Em 17 giây nữa ra rồng nha. Quay 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 quay. Rồi ok thấy chưa? Ông Huy nói ông Huy đánh tết tướng nhưng mà